Tập 9. Anh tài đức vẹn toàn, vừa được danh vừa được lợi, tôi không bằng anh. Nhưng có một điều anh cần biết, một người đàn ông không quản nổi người phụ nữ của mình thì suốt đời sẽ không thành công. Anh rể, Đường Lệ sao rồi? Tình hình rất ổn định. Chuyện Tả Hữu anh đừng để trong lòng. Nó không chừng một thời gian nữa anh ấy sẽ tốt thôi. Em nghe nói hôm nay viện trưởng không chấp nhận cho anh ấy nghỉ việc. Thật ra lúc lão Tả kêu anh làm ca phẫu thuật này, anh đã có cách nghĩ của mình. Kết quả tốt là được. Em không hiểu ý của anh. Những lời này anh chỉ nói với em thôi. Thật ra anh luôn muốn là bác sĩ phẫu thuật chính cho Đường Lệ. Anh không sợ rủi ro sao? Bất cứ ca phẫu thuật nào cũng có rủi ro. Nhưng chúng ta biết, một khi ca phẫu thuật của Đường Lệ thành công, điều đó nghĩa là gì? Nhưng anh không phải loại người đó. Mấy năm qua, anh đợi chị em quá nhiều rồi. Anh đã bỏ hết thời gian vô công việc, chỉ muốn có chút thành tựu, rồi có nhiều thời gian hơn để ở bên cô ấy, để gia đình không phải lo nghĩ về sau. Vậy nên khi lão Tả kêu anh tiến hành ca phẫu thuật này, anh không kiên quyết từ chối. Bây giờ ca phẫu thuật đã thành công, có hơi áy náy với Tả Hữu. Chị sẽ hiểu thôi. Anh thả lỏng chút đi. Thành công luôn dành cho những người có sự chuẩn bị. Em không nói Tả Hữu không được, mà là so với Tả Hữu thì anh hy sinh quá nhiều rồi. Cho dù có thành tựu gì thì cũng nên là anh trước. Đúng rồi, cho em coi thứ này. Phương viên cho anh thứ này. Cuối cùng Tả Hữu cực kỳ tức giận, sau đó họ còn nói với anh một câu rất kỳ lạ: người đàn ông không quản nổi vợ mình. Dạo này em có nói chuyện thâu đêm với chị gái em, hay là có thấy chị gái em có chỗ nào khác lạ không? Anh nói gì vậy? Được rồi, không nói nữa. Có thể do anh nghĩ nhiều. Anh không cần thứ này thì em cầm đi đây.
Nè, anh yên tâm, tôi sẽ vận động fan hâm mộ nhỏ của mình, đảm bảo chưa tới 3 ngày tôi có thể tìm được chỗ ở của Tả Hữu. Tìm nó làm gì? Anh không muốn tìm sao? Con trai của anh mà anh không muốn? Vậy được thôi, coi ai sẽ đau lòng đây. Giá như nó có thể hiểu được suy nghĩ của tôi thì đâu có kích động như vậy. Nó còn nhỏ mà. Nhỏ? Người 30 tuổi rồi còn nhỏ sao? Tôi ở tầm tuổi nó. Dừng lại. Chúng ta không nhắc tới quá khứ được không? Thời đại khác rồi. Nhưng tôi thấy có những chuyện quan trọng, anh nên nói rõ với thằng nhỏ suy nghĩ của anh. Nói rõ sao? Viện trưởng kêu 2-3 con tôi ra trận. Tả Hữu muốn phẫu thuật chính. Nếu như có sai sót, ngộ nhỡ thất bại thì sự nghiệp cả đời của nó sẽ dính vết dơ, không gột sạch được. Lần này Tư Hiền thành công, nếu thất bại thì sao? Tôi gánh tay cậu ấy cũng vô ích, vẫn phải do bản thân cô ấy chịu trách nhiệm. Tôi già rồi, ai thay thế tôi không quan trọng, nhưng đối với viện trưởng thì rất quan trọng. Tôi chỉ muốn bảo vệ Tả Hữu thôi. Dù nó không thay thế tôi, cũng có thể hợp tác rất tốt với Tư Hiền, làm tốt công việc. Có lẽ sau này nó có thể hiểu được suy nghĩ của tôi. Đúng vậy, phải cho thằng nhỏ hiểu rõ. Anh yên tâm, chuyện này anh giao cho tôi. Tôi sẽ tìm thời gian nói chuyện với nó. Không cần đâu. Nếu nó không hiểu tại sao lại trở thành bác sĩ thì không ai giúp nó được. Danh lợi là vật ngoài thân. Làm bác sĩ trước hết phải có lòng nhân nghĩa, thuật nhân nghĩa. Có những thứ này rồi, nó muốn gì sẽ có được theo một cách tự nhiên. Người trẻ mà, có ai không cầu danh lợi? Cuộc phẫu thuật lần này, có ai mà không mạo hiểm? Có ai mà không hy sinh? Chỉ có một mình nó chịu ấm ức thôi sao? Được rồi, anh đừng tức giận nữa. Chúng ta ăn cơm trước ha. Nè, ăn đã. Được, cô ăn đi. Ăn đi. Pedro à, Phương Viên, số cuộc cậu có ý gì? Số cuộc cậu tính làm gì? Sao vậy? Sao không giữ vậy? Tôi không tính làm gì hết. Nếu không phải cậu tự làm theo ý mình thì liệu Tả Hữu có hiểu lầm không? Tôi không nói tới Tả Hữu, tôi nói cậu kìa. Cậu có biết đó là anh rể tôi không? Tôi đã sớm nói với cậu rồi, tôi thích một người đàn ông đã có gia đình. Cậu đã nói gì nào? Tôi đã nói gì? Cậu nói thích một người không có gì sai. Bây giờ vì anh ấy là anh rể của cậu mà cậu không giữ với tôi vậy sao? Ông ăn đi. Con coi kìa. Từ khi mua cái thứ tào lao kia, mẹ nói gì ông ấy cũng không nghe. Trước đây mẹ còn tưởng ông ấy nghe ca kịch cách mạng. Sau đó mẹ phát hiện ra ông ấy nghe nhạc thịnh hành. Thanh niên nghe gì thì ông ấy nghe nấy. Gì mà anh nè, chị nè, tình nè, ái nè. Liệu ông ấy có lén ngoại tình hay không hả? Có người thứ ba không? Bà nói gì vậy? Được rồi, tôi nói gì ông cũng không nghe thấy. Ông đừng ở đây đối phó với tôi. Ba con làm vậy là để giữ tâm thái trẻ trung của mình. Trẻ trung? Con không biết hồi ba con còn trẻ, có hàng đống cô gái theo sau đó. Mẹ là một lính giữ cửa ải, muôn người không qua được mới chiếm được trận địa này. Bà nói một hồi như vậy, có câu này thì bà nói đúng đó. Lôi, hồi đó ba con đẹp trai thời trang, có nhiều người theo đuổi lắm đó. Sao lại bất cẩn rơi vô tay bà?
Không, không, không. Tôi uống thuốc, tôi phải uống thuốc rồi. Quên uống canxi rồi. Điện thoại của ai vậy? Chuyện của con, mẹ lo lắng nhiều như vậy làm gì? À không, không phải mẹ lo lắng. Mẹ chỉ nghĩ khi nào thì mẹ được ẩm cháo thôi. Khuya vậy rồi, con còn ra ngoài sao? Ba, mẹ, con ra ngoài một chút. Không ăn trái cây à? Tôi đi coi sao. Ông tới coi nè. Ai? Người đó là? Khuya vậy rồi mà. Dừng xe. Lôi lôi. Lôi lôi. Rốt cuộc em làm sao vậy? Chúng ta xóa số điện thoại đi. Tại sao? Em không thể sai, lại thêm sai nữa. Anh cứ nghĩ chúng ta vừa mới bắt đầu. Em không thể rời xa Tư Hiền. Em sợ anh ta biết sao? Không ai biết được đâu. Lôi lôi, nhìn anh đi. Anh biết em rất khó xử, anh sẽ không ép em. Nhưng mà xin anh đừng như vậy được không? Đặc biệt là dây tối nay vậy, tới nhà em tìm em càng không được. Nếu như anh thật sự yêu em, xin tôn trọng quyết định của em được không? Anh yêu em, lẽ nào em không biết? Không giây phút nào mà anh không nghĩ về em. Em không có tư cách nữa. Em đã lấy chồng rồi. Lôi lôi, em nhìn vô mắt anh đi. Nhìn vô mắt anh đi. Anh biết điều em nói không phải là thật. Số cuộc anh muốn em phải làm sao anh mới chịu hài lòng đây? Anh đừng ép em nữa có được không? Em xin anh đó được không? Được. Anh không ép em. Anh sẽ không ép em nữa. Chỉ cần em vui. Sau này anh tuyệt đối không tới nhà em tìm em nữa. Tuyệt đối không. Chúng ta tới đây thôi.
Anh tiễn em. Không cần đâu. Ba. Mẹ. Không phải tối nay con tăng ca sao? Sao về sớm vậy? Con về lấy chút đồ, lát nữa còn phải về viện. Tư Hiền à, gần đây á, con có gây lộn với Lô Lô không? Không có. Không có. Tốt, tốt, tốt. Về rồi à? Ba, mẹ. Về rồi à? Anh quay về lấy chút đồ. Khuya vậy rồi, anh đừng về nữa. Vậy bệnh viện nhiều người như vậy, đồ thiếu một mình anh. Tốt rồi. Để đó. Không sao đâu. Để anh. Để con nhỏ vận động đi. Chủ nhiệm, bác sĩ. Đừng lệ. Cứ 2 tuần, tới khám 1 lần. Cho tới khi tụi nhỏ ra đời một cách an toàn, mới hoàn toàn thư giãn được. Dạ. Con nhớ đó. Hồi nãy chúng tôi còn đang bàn bạc. Chờ sau khi tụi nhỏ ra đời, chúng tôi phải đặt tên thật hay cho chúng, có ý nghĩa tốt đẹp, để cho chúng được bình an và khỏe mạnh. Vậy nên một đứa tên Đường An, một đứa tên Đường Khang. Đúng vậy, đúng vậy. Cậu cũng họ Đường sao? Không, tôi họ Lý. Tôi nghĩ họ gì không quan trọng. Đúng vậy. Bác sĩ của bà xã tôi cược cả mạng sống để sinh 2 đứa nhỏ này. Chút chuyện nhỏ này tôi không bận tâm đâu. Vậy 2 người đã hỏi ý kiến bà nội chưa? Tôi đã nói rồi, giữ lại một đứa họ Lý. Có gì mà không được? Bình An. Vậy thì tên là Lý An. Còn là người nổi tiếng đó. Được rồi. Nè, đây là thuốc của cô, giữ lấy. Dạ, cách dùng và liều lượng đều viết trên hộp rồi. Không có bất cứ tác dụng phụ nào tới thai nhi. Chăm sóc tốt cho song thai nha. Dạ, dạ. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, thật sự cảm ơn các anh. Cô phải nói với anh ta chứ. Khuyên Huyên, Khuyên Huyên. Cô biết không, bác sĩ Đổng giành giải thưởng rồi. Tôi biết lâu rồi, không cần cô nói. Cô có biết, chính anh ấy lại không biết đâu. Tới rồi, điềm tĩnh. Trên mặt tôi có gì sao? Dạ không. Đúng rồi, bác sĩ Đổng. Chủ nhiệm nói rồi, nếu anh kiểm tra hết các phòng bệnh thì lên lầu, ông ấy có chuyện tìm anh. Được rồi, cảm ơn. Tôi biết lâu rồi, cô còn không biết sao? Tôi cứ tưởng chuyện này tôi là người đầu tiên trong khoa biết được. Tôi là người đầu tiên trong khoa biết đó. Cô biết không, lần đầu tiên biết được tôi đã nghĩ bác sĩ Đổng nên được phần thưởng này. Phần thưởng này có hàm lượng vàng nhất định đó. Tiểu Tiểu, cô coi. Tư Hiền, chủ nhiệm, thay tim con. Con coi, mọi người đã vỗ tay cho con rồi. Ca phẫu thuật của Đường Lệ thành công. Hiệp hội sản khoa đã trao giải thưởng cho con. Đây là khuôn chương. Đây là giấy chứng nhận. Các bệnh viện sản khoa trên toàn quốc gửi thiệp mời, mời con dự tọa đàm. Lệ vậy sao? Sau chuyến tọa đàm quay về, đừng có nhảy việc đó. Sao như vậy được? Thầy đuổi con đi, con còn không đi nữa đó. Tuyên truyền danh tiếng của bệnh viện chúng ta và kinh nghiệm của con, để thêm nhiều bác sĩ hiểu và nắm bắt kỹ thuật này, cũng là chuyện tốt, tạo phúc cho cả nước. Nói cho tốt đó, không thành vấn đề. Sao nào? Giận tính hung dữ với tôi à?
Hai chúng ta là ai với ai chứ? Cứ như cặp vợ chồng vậy, vừa gây lộn xong lại làm lành. Miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo. Tôi nghĩ nhiều rồi, cô không có bản lĩnh thọc cậy bánh xe đâu, sau này muốn làm gì thì làm đi. Còn nhỏ chết tiệt, cậu còn nói nữa. Không nói nữa, cậu giúp tôi một việc. Làm gì? Kêu tôi giúp cậu hàng tả hữu phải không? Chịu thôi, anh ấy mất tích nửa tháng nay rồi. Có phải là cậu tham lam quá không? Đi, đi ăn kem thôi. Ba, mẹ. Huân chương này có một nửa là của hai người. Bà coi, đồng chí Đổng Tư Hiền giải thưởng có đóng góp, xuất sắc cho sản phụ khoa. Tốt. Bà coi, tôi kêu Tư Hiền học khoa sản, không sai đâu ha. Giỏi lắm. Thật tốt quá. Tôi không quan tâm tới thứ này đâu. Tư Hiền, nè, ăn canh đi. Nghe lời, ăn canh đi. Mẹ chờ ẩm cháo nội thôi. Mẹ, con nói với mẹ rồi, tất cả những gì con còn lại bây giờ là thời gian. Sau này Lôi Lôi muốn đi đâu, con sẽ đưa cô ấy tới đó. Hoặc cô ấy muốn đi đâu, con sẽ đi cùng cô ấy tới đó. Bà coi bây giờ Tư Hiền nói chuyện hay chưa kìa. Tốt, bà ủng hộ con. Cho tôi một tô canh. Ông không được ăn. Tư Hiền ăn được. Tôi không ăn được sao? Bà thiên vị rồi đó. Sao vậy? Canh này có tác dụng tráng dương bổ thận. Được, được, được. Tư Hiền, con ăn nhiều chút ha. Mẹ con á còn sợ ba ăn mất đó. Ba không ăn món này không ăn đâu. Được rồi, được rồi. Tự biết là được, còn nói gì vậy? Ăn canh, nghe lời. Ăn nhiều canh đi. Ăn đi, ăn đi, ăn nhiều lên. Canh này... Cái này làm bằng gì? Mùi vị kỳ lạ vậy. Không có gì, toàn đồ tốt mà. Con coi, đây là bài thuốc dân gian mà người ta đưa. Người ta nói ngày xưa hoàng đế trong cung ăn món canh này. 3000 mỹ nhân đều chỉ thứ này thôi đó. Mẹ, mẹ, đang làm gì vậy? Ăn đi, ăn đi. Ăn rồi lại múc tiếp. Lẹ lên. Mẹ không sợ thiêu chết con sao? Ăn cơm đi, lẹ lên. Con tới liền. Hôm nay món ăn thịnh soạn vậy. Mẹ múc cho con một ít. Nè, anh cũng ăn đi. Có rồi. Con làm gì mà lâu dữ vậy? Lúc ăn cơm mẹ đừng hỏi vấn đề này được không? Lôi Lôi, thời gian sau này em sắp xếp ra sao? Anh nói em nghe, bây giờ anh có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Hai chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới. Ông xã, anh đừng chờ em nữa. Công ty tụi em có chút thay đổi về nhân sự. Có thể trong một thời gian. Chuyện này có gì đâu.
sau này vẫn còn cơ hội, có thời gian mà, phải không? Đúng vậy, ngày tháng còn dài. Nè Tư Hiền, hai ba con mình uống một ly. Ba, con không uống rượu. Ba biết mà, ngộ nhỡ tối nay có ca phẫu thuật gấp. Ăn canh. Đúng rồi, ăn canh, ăn canh. Dạ. Cậu nói thật cho tôi biết, rốt cuộc cậu muốn tìm người ra sao? Đừng nói với tôi về cảm giác gì đó. Thứ này chỉ có trong tưởng tượng thôi. Tôi kén chọn lắm. Muốn tìm một người vừa có thể nói chuyện được, lại vừa hiểu được, không dễ tìm đâu. Đừng có giống như ba mẹ tôi, bên ngoài tỏ ra không có chuyện gì, trên thực tế cũng chẳng có gì để nói. Cậu có biết thế giới này thiếu nhất là gì không? Là gì? Sự thấu hiểu. Tôi thấy cậu rất hiểu tôi đó. Hay là hai chúng ta cùng nhau cho xong. Thôi đi, cậu đi đường tắt à? Tôi không phóng túng như vậy đâu. Tả Hữu bao lâu không liên lạc với cậu rồi? Thật lòng thì tôi cũng thấy hôm đó tôi cũng có hơi quá đáng. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, anh trẻ tôi là người đàn ông đã có vợ. Đừng nói bây giờ cậu không có hy vọng. Cho dù hai người họ không ở bên nhau thì cậu cũng không có hy vọng đâu. Dựa vào đâu chứ? Tôi là bạn của cậu, cậu tự quyết định coi cần đàn ông hay cần tôi. Tôi tặng Tả Hữu cho cậu, đổi lấy anh trẻ cậu được không? Cậu nghĩ anh ấy là của cậu sao? Cậu coi, tôi đã nói cậu có cảm giác với anh ấy mà. Cậu không thừa nhận, còn phải vòng vo nữa. Bác sĩ Tả, tôi đã coi lý lịch của cậu, tôi rất hài lòng. Theo năng lực và kinh nghiệm của cậu, nếu có thể tới chỗ chúng tôi làm việc thì đúng là vinh hạnh lớn của chúng tôi rồi. Nhưng mà chúng tôi sợ không nuôi nổi cậu. Đãi ngộ không thành vấn đề, tôi chỉ muốn tiếp tục làm bác sĩ. Cậu không nghĩ, nhưng chúng tôi nghĩ. Cậu ở đẳng cấp cao, chúng tôi không biết trọng dụng nhân tài, thật không nỡ nhẫn tâm. Hơn nữa, cậu ở khoa sản, còn chỗ chúng tôi chủ yếu phục vụ cho phái nữ chưa kết hôn. Cậu là bác sĩ hộ sinh, tạo phúc cho gia đình. Thượng Mỹ, sao vậy? Thượng Mỹ, Thượng Mỹ, Thượng Mỹ, mau qua đây. Thượng Mỹ, cô sao vậy? Thượng Mỹ, có sao không? Cô tỉnh lại đi. Thượng Mỹ, Thượng Mỹ, Thượng Mỹ, cô tỉnh lại đi. Thượng Mỹ, gọi 120. Ở đây có bác sĩ không? Thượng Mỹ, Thượng Mỹ, tỉnh lại đi. Thượng Mỹ, Thượng Mỹ, Thượng Mỹ, có bác sĩ không? Tránh ra, tránh ra. Làm sao đây? Tôi là bác sĩ. Đừng sốt ruột. Nè, đặt bệnh nhân nằm thẳng. Nè, nằm thẳng. Tốt, tốt, từ từ thôi, từ từ thôi. Hai người là gì của cô ấy? Đồng nghiệp. Cô ấy có bầu rồi. Hơn 6 tháng rồi, có sao không? Thiếu máu, hạ đường huyết, tăng huyết áp thai kỳ, thiếu oxy đều có thể dẫn tới hôn mê. Cô ấy có hay choáng váng không? Chưa nghe cô ấy nói, chưa nghe cô ấy nói. Tiêu rồi. Sao vậy? Không thấy chuyển động của thai nhi. Trời ơi, làm sao đây? Thượng Mỹ, kêu xe cấp cứu không kịp đâu. Các người ai biết chạy xe? Tôi chạy xe. Tốt, từ từ thôi, lên xe, lên. Từ từ thôi, từ từ, tốt. Nè, mọi người tránh ra. Tình trạng bệnh nhân ra sao? Đột nhiên ngất đi trên đường. Có bầu 6 tháng không thấy chuyển động của thai nhi. Mau. Dạo này đi đâu vậy? Đừng nói nhiều như vậy. Vô trong đi. Thượng Mỹ.
tim đập bao nhiêu? 80. Huyết áp 55-80. Có thể là hạ đường huyết. Chuẩn bị 500 glucose truyền tĩnh mạch. Sao không có phản ứng? Đây là gì? Silicon. Cái này thì sao đo được tim thai? Có cần glucose nữa không? Cần. Làm xét nghiệm máu, phân tích máu. Nghỉ ngơi đi, đừng đứng dậy. Cô không sao đâu. Bác sĩ, xin cô đừng nói với người khác tôi không có bầu. Công ty chúng tôi đang sa thải nhân viên. Chỉ có làm như vậy tôi mới có thể giữ được công việc của mình. Đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi trước đã. Bệnh nhân không sao, hạ đường huyết thôi, lát nữa có thể về nhà. Chúng tôi vô trong được không? Các cô về trước đi. Tôi nghe cô ấy nói phải gọi điện cho người nhà tới. Nhưng ở Thượng Hải cô ấy không có người thân. Tá Hữu, cô ấy và bạn trai cô ấy đã chia tay rồi, nhưng lại không muốn bỏ đứa nhỏ. Tá Hữu, lâu rồi không gặp. Chị bằng chẳng gặp. Thật sao? Tôi nhặt được một thai phụ trên đường, liền đưa tới đây ngay. Anh coi, trong lòng anh vẫn nghĩ tới nơi này. Đây chính là bản năng của người bác sĩ trong anh đúng không? Muốn hay không thì sao chứ? Quay về đi. Tại sao? Vì tôi, được không? Cô không nhìn nhầm người đấy chứ? Tôi là Tả Hữu. Tôi không phải là Đổng Tư Hiền. Đúng, anh là Tả Hữu. Tả Hữu trong tiếng Thoái Lưỡng Nan. Tôi biết mà. Xin lỗi. Hôm anh đi, tôi quá kích động, tôi xin lỗi anh. Đừng. Con người tôi trước giờ không ghi thù đâu. Không sao, quên lâu rồi. Sau đó tôi vẫn luôn gọi điện cho anh. Lúc thì anh không nghe, lúc thì anh tắt máy. Tôi biết. Tôi muốn để cô ấy tiếp tục sỉ nhục tôi nữa thôi. Vậy làm sao anh mới không ghi thù tôi nữa? Ghi thù? Tả Hữu tôi là đàn ông chân chính, không bao giờ thù ghét phụ nữ. Đáng ghét. Tiểu Tiểu, anh vẫn vô đây à? Bác sĩ Tả, cảm giác được người đẹp vây quanh không tệ chứ. Bệnh nhân có sao không? Báo động giả. Cái bụng là giả, silicon. Tôi nói mà, sao không sợ thấy chuyển động thai? Nếu như anh sợ được tim thai thì anh là thần y rồi. Thật mới lạ. Mới thấy người ta dán silicon lên ngực, chưa thấy ai dán silicon lên bụng. Người ta cũng là bất đắc dĩ thôi, sợ công ty sa thải. Tôi nói nè, sao anh vẫn chưa đi? Không nỡ à? Tôi nói nè, Tiền Tiểu Tiểu. Không phải, Tiền Tiểu Tiểu, có phải là cô rất mong tôi đoạn tiệc với Hoa Nam? Anh tự thề độc mà. Tôi sẽ không bước vô đây nữa. Sao gặp chuyện lại đưa về đây? Đó là phản xạ điều kiện của tôi, cứu một mạng người mà. Đàn ông chết cũng phải có thể diện. Tôi... Anh nói không trả lời ha. Người biết chuyện thì nghĩ anh tức giận. Người không biết chuyện còn nghĩ bệnh viện sa thải anh. Sa thải tôi? Giỡn gì vậy? Mắc cười ghê. Anh không cần giải thích, mọi người chỉ thấy kết quả thôi. Mọi người chỉ coi trọng người thành công. Đối với kẻ thất bại thì... Bỏ đi. Tôi thấy anh chỉ thích sự đồng tình và thương hại trẻ tiền. Tôi thích hay không liên quan gì tới cô? Đó không phải là việc của tôi. Tùy anh thôi. Kế kích tướng phải không? Tôi hiểu mà. Vô ích thôi, nói cô biết. Tôi sẽ không ở đây nữa. Chưa từng thấy kẻ ngốc nào lấy sự nghiệp của mình ra đánh cược.
cậu có hung dữ quá không? Tôi đang dùng cái kích tướng mà. Tiểu Tiểu, trước giờ chị chưa từng tới bệnh viện, sao vậy? Biết anh trẻ em phát triển sự nghiệp nên tới chia sẻ niềm vui thành công với anh ấy à? Anh trẻ em không ở đây, ngày mai đi công tác. Em biết rồi, chị sợ bên cạnh anh ấy có người ngưỡng mộ nên tới uy hiếp à? Không phải, chị nhớ em chứ. Nhớ em thì gọi cuộc điện thoại cho em, em về nhà ăn cơm là được mà. Chắc không phải là ba mẹ có chuyện chứ? Em đừng đoán mò nữa. Có kết quả rồi sao? Em lên chức gì rồi? Chỉ mới 2 tuần, xử lý giúp chị. Cái gì? Có thể đứa nhỏ không phải là của Tư Hiền, có thể là của chị và một người bạn cũ tên Eric. Chị khùng rồi sao? Chị đi ngoại tình rồi còn có con nữa. Suốt cuộc chị nghĩ sao vậy? Anh trẻ liều mạng làm việc ở ngoài đều là vì chị. Chị còn trách anh ấy không có thời gian ở bên chị. Suốt cuộc chị nghĩ gì vậy? Chị nói đi. Cả nhà đều mong chị có bầu, chị thì lại mang bầu đứa con của người khác. Có thể không phải là của người khác. Chị nói gì? Có thể là của Tư Hiền. Hồi nãy không phải chị nói với em là của tên khốn Eric sao? Cũng có thể là của Eric. Suốt cuộc chị đang nói gì vậy? Kỳ rụng trứng chị kéo dài 2 ngày, chị cũng không nói rõ được suốt cuộc là của Eric hay là của anh trẻ em. Chị, thật sự trong lòng chị rất áy náy. Chị đã nghĩ mấy ngày rồi, nhưng chị thật sự không thể đảm bảo đứa nhỏ này sinh ra là của Tư Hiền. Chị không dám mạo hiểm. Đừng nói nữa, để em nghĩ coi. Chuyện này em nhất định không được nói với người ngoài. Em có thể nói với ai được đây? Em kiên quyết phản đối chị phá thai. Vậy em nghĩ cách giúp chị đi. Vậy đi, chờ 3 tháng nữa. Sau 3 tháng em nghĩ cách giúp chị lấy DNA đi kiểm tra. Nếu đứa nhỏ không phải là của anh trẻ, tới lúc đó rồi làm. Có điều làm vậy thì tổn hại nhiều lắm. Có được không vậy? Em nói coi. Chị đúng thật là. Sau đó chị đã uống thuốc tránh thai rồi, kết quả vẫn là vô ích. Chị đã uống thuốc. Chị của em à, nếu như uống thuốc mà không hiệu quả thì nhiều khả năng cái thai bị dị tật đó. Hơn nữa phải chờ sau 5 tháng mới kiểm tra được. Tới lúc đó phải phá thai đó. Làm vậy thì chị sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Đúng là chị ép em vô đường cùng đó. Bỏ đi bỏ đi, đừng làm ở bệnh viện tụi em. Tới viện khác đi. Phá thai bằng thuốc. Đồng nghiệp của cô đi hết rồi, còn đeo bụng giả làm gì? Vẫn phải tiếp tục giả bộ sao? Kết quả kiểm tra của cô không lạc quan lắm. Sau này phải chú ý dinh dưỡng nhiều hơn. Cô gạt đồng nghiệp cô mấy tháng rồi? 6 tháng. Vậy sau 3-4 tháng thì tính sao? Tới lúc đó thì đi sinh, có thể xin phép thai sản. Cô bị giỏi đó. Nó đã chia tay bạn trai à? Chuyện này không phải tôi bịa đâu. Nói thật với tôi đi. Đây là sự thật mà. Con của cô phải 8 tháng sau mới ra đời. Chuẩn bị giải thích với công ty đi. Cái gì? Cô có bầu rồi. Bây giờ tôi chưa thể có bầu được. Trong lúc khám thai, tốt nhất có người thân đi cùng. Không thể chỉ biết vui mà không chịu trách nhiệm. Còn nữa, thể chất cô rất kém.
Nếu tính phá thai, ngộ nhỡ có di chứng gì thì sau này muốn có thai rất phiền phức, cô hiểu không? Hạnh phúc của rất nhiều người đều dựa vô con cái, cũng có rất nhiều người bất hạnh vì con cái. Cô suy nghĩ cho kỹ đi.